cô đừng nát. Ô, thằng cháu, mong mày sang đây làm gì? Cháu sang rủ cô đi quay tóc tóc. Bây giờ là cô đi ship rồi. Cô đổi nghề à? Mấy cơm mày áo thôi. Sẽ đi cùng với cô làm vlog một ngày đi ship cùng cô đồng nát. À đây. Cái tầng nó cao mà nó lại không có cái thang máy. Mà điều một hôm cháu sang quay tóc tóc với cô mà cô cứ ẻ hoài mệt mỏi đấy. Tỉnh táo lên xem nào. Mày cứ thử đi nắng cả ngày chúng tao đi. Mày cứ thử đi ship đến tầng 32 chúng tao đi. Tao sắp sập nguồn đến nơi đấy. Sập nguồn làm sao mà sập nguồn? Cháu đang ở đây cơ mà. Tặng cô bí quyết bật công tắc tỉnh táo.